Hello, chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Audio. Đấy, hôm nay em lại về được một ít hàng của Micro Renaka đã được anh em đặt hàng trong thời gian qua rất là nhiều. Thì hôm nay thì em lựa chọn được một số ít hàng phải nói là còn rất là đẹp, hàng bãi nhưng mà rất là đẹp anh em nhé. Để giới thiệu anh em, đây là mã hàng Renaka anh em nhé, Renaka với mã số là ST228. Đấy, em có thể xoay gần lại cho anh em cùng xem. Đây, Renaka ST228 anh em nhé. Đấy. Dual channel wireless and micro receiver. UHF Zenaka. Dòng này là dòng cao cấp anh em nhé, cao cấp hơn cả cái con E9 một đời. Cho cái chất âm cũng như là cái độ chân thật của tiếng, độ dày tiếng, độ âm trong trẻo hơn hẳn so với những cái dòng cả đời thấp hơn nhé. Về phần cái tay mic thì rất là đẹp anh em ạ. Đấy, sơn cái thứ còn rất là đẹp này. Mặt vuông này, đặc trưng của dòng Renaka này, chuôi này, chuôi nhựa được vẫn còn anh em nhá, chuôi nhựa con nào cũng còn nguyên luôn, chuôi này là bằng nhựa mềm, rất là đẹp. Đấy, mặt kính này, đây là cả một đô anh em nhá. Đô này thì em có 11 bộ mà bán đi mất 4-5 bộ rồi. Đấy, đây còn là làm clip để giới thiệu anh em. Đây là phần bên trong, để tháo ra cho anh em xem này. Renaka ST228 này. Còn đây là phần củ nhá. Cái củ của Renaka đây là có một cái tem Renaka ở bên trên. Bên dưới có một cái mã số seri này, em để ký nhìn nghiêng để thấy này. Số seri nhá. Đấy, chưa? Rất là chất luôn. Còn cái bên trong ruột của cái đầu thu này thì em sẽ cho anh em xem. Đấy, cho anh em xem một bằng một số hình ảnh em mở ra em chụp nhé. Còn cái mic này cầm nó rất là đầm tay. Đấy, về chất âm thì dòng này thì khỏi bàn rồi, chuyên dùng cho anh em gọi là chơi những cái sự kiện, hoặc là dùng để cho thuê âm thanh, chơi thuê sự kiện hoặc là âm thanh đám cưới anh em nhé. Đặc biệt là âm thanh những hội trường lớn, về sóng này nó rất là khỏe. Anh có thể xem cái đầu thu ở đây. Đây là một cái đầu thu của S228 này, mã số S228 nhá. Em nhìn thấy chưa? UHF này. Con này thì vừa có thể dò bằng tay, vừa có thể dò bằng cái dò tần số sạch của nó nhé. Đồng bộ bằng hồng ngoại này, có mắt ER hồng ngoại này, Renaka nó công tắc nguồn ở giữa nhá. Ở phía mặt sau máy ở đây. Đây cho anh em xem này. Đặc biệt là cái dâu của con này, dâu Renaka này, dâu này là dâu xịn của nó nhá, dâu Renaka xịn nhá, anh em có thể để ý này, nó dập cả Renaka ở trên cái dâu này luôn, anh em có thể nhìn thấy Renaka này, R, đấy. Dâu này dâu gài anh em nhá, dâu gài, đây, Renaka này, ok. Tiếp theo nữa thì sẽ có hai cái volume chỉnh A và B này, hai volume nhá. Hai volume chỉnh mic to nhỏ, mic A, mic B khác nhau này, độ nhạy là tần số xa sang gần này. Đây là cái phần cổng lean out. Hai cổng ba lăng này có thể đưa ra đường tín hiệu mic A và B khác nhau. Đây là cổng mic chung để đưa hai tín hiệu ra của hai mic này. Bên cạnh đấy thì nó sẽ có một cái nút gọi là nút cộng trừ dB, decibel. Nếu như cái mic anh em cắm vào bàn mixer nó độ nhạy nó cao thì anh có thể gạt công tắc sang đây để nó trừ đi 10 dB. Độ nhạy nó giảm đi 10 dB anh em nhé. Đấy, cho âm thanh nó giảm xuống nhé. Đấy, chống vỡ tiếng cho bàn mixer. Đấy, rất là hay. Còn khi anh em dùng máy vang số thì anh em có thể gạt lên phần 0 dB. Đấy, để như bình thường. Đấy, rất là hay với con này. Đấy, anh em nhớ nhé. Còn cái volume đằng sau đây thì anh em chỉ cần để tầm khoảng 70-80% là ok. Đấy. Ok nhé. Bây giờ mình sẽ cắm lên và hát thử cho anh em. Với bộ mic cái mã mà đẹp như thế này. Đấy, thời điểm này thì giá nó rất là cao anh em nhé, nhưng em sẽ cố gắng bán cho anh em với giá rất là tốt, với giá chỉ 3.200.000 đồng một bộ micro cao cấp như thế này. Bộ này thì mới ở Việt Nam thì sẽ không có cái mã cao cấp như thế này anh em nhé. Việt Nam thì sẽ có những cái mã thấp hơn. Ok, thì mình sẽ cho thử cho anh em chất tiếng nhé. Ok.
Nắm được giá khi mua những cái sản phẩm này em nhé. Đấy, đối với những cái con vàng số như là cái dòng cao cấp nhất của Sansui là có DA1S anh em nhé. DA1S thì giá là 3,2 triệu. Còn em có một số cái mặt hàng như là DA1 thường thì giá của nó là 2,9 triệu anh em nhé. DA1S thì 3,2 triệu. Và con đẩy Martin H4008 này thì với giá rất là tốt anh em, giá 6,800,000 đồng và số lượng còn rất là ít. Và con vàng cơ này số kia không nên sao có hàng mới em nhé. M8 thì giá là 2,5 triệu. Ok, anh em có thể quan tâm sản phẩm có thể để lại bình luận ở dưới video này. Xin chào, tạm biệt quý vị và các bạn vào những video lần sau.